Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Đây là các bác này, có 3 cây hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nha. Hoàng nhạn tháng 4 nha, lá khá là to nha các bác nha, lá khá là to. Đó, cây này phải lá được 4 sen này. Đó, cây này to chưa các bác nha. Ba cây như thế này, bác nào lấy hoàng nhạn tháng 4 nhá, hàng này là hàng Gia Lai đấy ạ. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Cho giò số 1 nhá. Đây số 2 này các bác này, hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai, có 3 cái nụ luôn các bác nhá. Và cái này có 2 cái nụ mà lá chân của nó đây, đây họ bóc là họ bóc em mới sưu tầm được về rồi. Lá này cũng phải được 4 sen nha các bác nha, 4 sen nha. Lá bên này cũng phải được 4 sen nha các bác nha. 4 sen. Đấy là đo lá chân thôi chứ còn lá trên thì không được đâu vì là họ nuôi nó không đạt đấy các bác ạ. Họ nuôi không đạt đấy. Mà lá này siêu dày luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu nha, 2 triệu nha. Cho giò số 2. Đây các bác này, cây lọng này. Đấy, lọng kẻ nha các bác nha, lọng kẻ nha, vàng ươm luôn. Lá khá là đẹp này. Đấy, bác nào lấy cái này em để cho các bác với giá là 500.000 nha. Cho hình số 3. Số 4 này, cẩm báo này, như thế này nha. Thuần rồi nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 120.000. 120.000 nha, 5 cây nha, cẩm báo nha. Cho hình số 4. Số 5 này các bác này, phi điệp vàng, cái này là hàng một dề nhá các bác nhá, hàng một dề nhá, nụ chi chít luôn nhá. 8 thân hoa nhá, 8 thân hoa nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 nhá, 350.000 nhá. Này, ấy gọn vào nó khá là nhiều bông luôn nhá. 8 thân hoa nhá, 350.000 nhá. Cho giò số 5 nhá. Số 5, số 4. Số 6 này các bác này, một cái giò kiều dẹt như thế này. Đấy, khá là đẹp. Nguyên thân có lá là 3 thân này. Còn những cái này nó vẫn ra được hoa bình thường. Các bác về đừng cắt nhá. Bác nào lấy cái giò này 4 thân hoa, 4 thân có lá, 3 thân có lá thôi. Đó. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 180.000 nhá, 180.000 nhá. Cho hình số 6 nhá. Số 7 này, thân có lá này, 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. 8 thân có lá nhá, 8 thân có lá nhá, như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Cho hình số 7. Số 8 này các bác này, cái này cũng là 4 thân có lá này, 4 thân có lá nha. Mà mầm nó lại lên tiếp này các bác này. Riêng cái kiều dẹt này nó lên quanh năm luôn. Đấy.
Một giò như thế này bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha. Cho giò số 9, số 10 này. Cái này thì ba thân có lá các bác nhá, ba thân có lá như thế này. Đó, ba thân này nó đẹp một dề luôn. Bác nào lấy cái này em để cho các bác với giá là 200.000 nhé. Cho giò số 10, số 11 này, giáng hương tam bảo sắc nha. Giáng hương tam bảo sắc hoa trắng tím nha. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 120.000. Dễ thì đây nha. Đó. Cho giò số 11. Số 12 nha các bác nha. Đây là số 13 này các bác này. Một giò giáng hương tam bảo sắc này các bạn nhìn. Xếp rụt rịt nhá. Đấy, cây xếp rụt rịt nhá. Đấy, một giò như thế này. To nhá. Đấy. Bác nguyên cái giớn này là bề rộng của nó là được 6 gần 60 cm đấy các bác nhá. Nhá. Bề rộng ấy. Đấy, như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2.800.000 đây nha. Cho giò số 13. Đây nè. Em có một cái cây cáo hoa phân nhánh nha các bác nha, dân nó trồng vào một cái cục gỗ nhưng nó bị mục rồi nên là em tách nó ra phân nhánh nha các bác nha. Cáo này cáo xịn sò ở Lai Châu rồi. À, cái vải vẫn còn nguyên này. Đó. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 400.000 nha, cáo phân nhánh nha. Cho hình số 14. Đây. Bác nào lấy ba cây cáo như thế này. Này các bác này. Cái này em sẽ cưa ra cho các bác từng chậu luôn nhá. Ba chậu. Cưa làm ba chậu ra. Xong là cứ thế đặt vào chậu đâu các bạn. Nếu các bác muốn đặt ở chậu nhựa thì em cho không. Còn nếu mà các bác muốn đặt ở cái chậu gỗ thì các bác phải mất tiền nha các bác nhá. Chậu nhựa thì em cho không, còn chậu gỗ là các bác phải mất tiền nhá. Lá này khá là ok nhá. Này. Em chỉ nuôi từ giờ đến cuối năm thôi. Cái này nó lại khởi giá khác luôn nha. Bác nào lấy cái giò này, ba cây đẹp nha, ba cây đẹp nha. Em để cho các bác với giá là 800.000 nha. Này lá to chưa? Lá to chưa? Lá này cũng gần được 5 cm đấy các bác ạ, gần được 5 cm đấy. Như ở với em chắc phải được hơn. Em đã tách ra rồi thì giá nó sẽ khác hơn nha các bác nhé. Cho giò số 15. Số 16 này, quế trắng tháng 8 này các bác này, cây này nó đang được có hai con ở dưới này. Đó. Cây này không có con. Còn ba cây này cũng chưa có con các bác nhá. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này. Nó đã ra nụ xong, hoa xong rồi nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nha, 1 triệu 200 nghìn nha.
cho giò số 16. Đây số 17 này các bác này. Một cái giò hạc vĩ nha, hạc vĩ nha, đây nha. Đấy, khá là đẹp. Lá cũng quá ok luôn nha các bác nha. Nguyên bản từ rừng, hai khúc 3 4 rề nha. Như thế này, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300 000 nha. 300 000 nha. Cho giò số 17. Số 18 này các bác này. Một cái giò hạc vĩ nhà này em nó như thế này, nó dài. Các bác nhá, như thế này. Đấy. Nó bây giờ nó phải dài vào 1m3 đến 1m4 mà nó vẫn chạy ngọn bình thường nhá các bác nhá, vẫn chạy ngọn bình thường nhá. Cái bề rộng của cái này nó đang được 760 đến 70 cm nha, 70 cm nha. Đấy, một cái giò như thế này. Khá là đẹp. Mà lá này cũng phải được 5 cm hơn 5 cm đấy nha các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 nhá. Cho giò số 18. Đây số 19 này các bác này. Đấy, một cái giò hạc vĩ. Hạc vĩ trồng ở tổ quạ đây nhá. Cũng khá là dài đấy, cái này cũng phải được trên 1 mét đấy, trên 1 mét đấy nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 700 000 nhá. Trồng trên tổ quạ ấy nhá. Còn bác nào lấy cái giò hạc vĩ lá mít trên này nữa. Đấy, cái giò này trồng chậu nhá. Lá này phải trên 6 cm nha, lá trên 6 cm nha. Mà thân khá là mập. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.300.000 nha. Nó chạy vòng tròn nha, chạy vòng tròn nha, nó như nhau nha. Cho giò số 20, cái số này là số 19 nha, còn cái kia là số 20. Đây, số 21 này các bác này. Phi điệp vàng nha các bác nha. Nụ rồi, các bác nhìn thấy nụ chưa? Chi chít luôn nha. Mới có hai thân nó đang nở thôi. Đó, các bác về ở cái này thì chắc là gửi miền Nam vẫn kịp. Cái nở rồi thì em không tính nha. Được 9 thân hoa mà, à, nụ mà. Đấy, nụ rồi, khá là đẹp nha. Trồng trên một cái đáy vàng nha. Đấy, cái đĩa đáy vàng ấy. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 9 thân hoa như này, nụ chi chít này. Cho giò số 22. Đấy các bác nhìn này, lan nhà em ở trên đồi thì khá là nhiều nhá các bác nhá. Đấy, toàn trụ to thôi. À, sơn thủy tiên nha em ơi. Các bác nhìn sứa. Toàn trụ đỉnh cao nhá. Đây em cho các bác xem hạc vĩ. Hạc vĩ ở nhà em thì nó ở trên cây hết này. Đấy, các bác nhìn rõ nhá. Đấy, trên cây hết. Đây em còn mắc cây sắt lên đây em buộc sang ngang lên. Đấy. Đây em có một cái giò u lồi khá là to. Giò u lồi đây nhá. Các bác nhá. 17 thân hoa đây các bác ạ. Bác nào ưng thì cứ báo em thôi. Vì là nó to quá em treo lên trên ngọn cây rồi. Đây nha, em lên cho các bác một cái thân kèn. À, hai thân kèn. Đấy nha, to như thế này mà mập ú luôn nha. Này các bác này, như ngón tay luôn.
nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá, nguyên bản từ rừng đây này, cục nguyên bản vẫn ở đây nhá. Hoàng thảo kèn Lai Châu nhá, hai thân như thế này, nó dài cái này chắc được 70 cm, 70 cm đâu các bác nhá, hai thân này dài được 70 cm đâu. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. Cho giò số, đây số 25 này. Cái này thì cũng 3 thân, cũng dài được tầm 70 cm nha các bác nhá. Dài được 70 cm nha. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu xịn sò nha, em trồng vào một cái cục gỗ như thế này. Cái này thì là em trồng nha. Cái nào em trồng thì em bảo là trồng nha, trồng thì nó em mua nó, hàng rời thì nó sẽ rẻ hơn là hàng nguyên bản, nên là nó sẽ rẻ hơn nhá. Cho giò số 25, đây này các bác này, em chỉ trồng những cái cây nhỏ nhỏ nó như thế này thôi các bạn. Này, lá khá là ok nha. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho hình số 26, à đâu, số 27. Cái này 700.000 là số 26 nhá. Còn cái này đúng không? Cái này là số 23, à 24 này. Đấy. Cái này là số 25 này, 700.000 này. Ba thân này này. Và cái kia số 26 đúng không? Số 26 nhá các bác nhá. Rồi. Bác nào lấy cái cáo mà hoa, hoa thì phân nhánh nha các bác nhá, hoa phân nhánh nha. Đây, cây này cũng khá là phát triển đẹp nha. Lá đây nha, lá ngắn nha. Bác nào lấy cái cây này cũng là phân nhánh thôi, nhưng nó bé nên là em để cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Cáo phân nhánh nhà em thì nó sẽ là không phải là bình thường nó nuôi khỏe nó phân nhánh đâu. Nó sẽ là nó phân nhánh là nó phân nhánh từ bé luôn đấy các bác ạ. Chứ không thể ấy được đâu. Đây một cây cáo phân nhánh như thế này nữa. Cây này có con này, cây này cũng có con này. Cây này thì không có con này. Ba cây cáo như thế này nha, ba cây cáo như thế này nha. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cáo giống nha, có hai cây có con này các bác nhá, giống rồi nhưng nó có con rồi đấy. Cho giò số 20, đây nhá, em trèo lên nóc trên nhà này các bác này. Đấy, trèo lên trên nhà. Đấy các bác nhá. Em quay cho các bác tại đây xong em lại đặt nguyên chỗ đấy. Một cái giò hoàng thảo đuôi gà như thế này. Các bác nhá, một giò hoàng thảo đuôi gà như thế này. Hàng một dề nhá. Bác nào lấy cái dề gà này em để cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Hoàng thảo đuôi gà tròn nha, hàng Lai Châu, 600.000 nha. Cho giò số 29, số 30 này các bác này. Cái này là sơn thủy tiên nha, sơn thủy tiên nha. Này các bác này, một giò khá là to luôn. Em ghép nhiều cây nha, ghép nhiều cây nha. Cái này như này thôi, em ghép ở nhà em là 3 năm rồi đấy.
các bác nhá, 3 năm rồi ạ. Em treo mãi lên đây, bây hôm nay em mới quay đây các bác ạ. Một giò sơn thủy tiên như thế này em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 30. Đây số 31 này các bác này. Một giò gà to chưa? Đấy. Mầm nó mập chưa các bác? Những cái thân già ở dưới này là đây, những thân này là năm nay nó vẫn có hoa bình thường nha các bác nha. Nó rụng lá rồi nhưng nó vẫn có hoa bình thường. Đấy. Một giò hoang thảo đuôi gà như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Những thân ở già này nó còn mắt là nó vẫn có hoa bình thường nhá. Cái như thân này ở dưới thì nó ra hoa rồi, trên thì nó chưa ra, nó vẫn ra nhá. Nên là các bác về đừng cắt nha. 350.000 nha. Cho giò số 31. Số 32 này các bác này. Đây, em mời các bác ngắm này. Giò to chưa? Giò to chưa? Cái này thì to hẳn luôn. Này, thân em cho ăn nắng này 100%, nó mập ú luôn nha các bác nha. Thân nó mập như nhau. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha. Đó. Xong năm nay thì em sẽ cắt bỏ dây đi. Cho giò số 30. Số 32 nha. Đây em lên cho các bác một cái giò cẩm báo nha. Em trồng 5 cây như thế này nha các bác nha. 5 cây như thế này nha. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 180.000 nha. Em không bao gồm phí ship đâu nha các bác nha. 180.000 một cái giò như thế này nha. Đó. Dễ mọc hết rồi nha. Cho giò số 33. Đây số 34 này các bác này. Đây nha. Đây là một dề. Kiều này là kiều mỡ gà nha các bác nha. Kiều mỡ gà nha. Đó, một cái dề kiều mỡ gà như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nha. Kiều mỡ gà không rẻ được đâu các bác nha. Cho giò số 34. À đâu, cái này là số 34, cái kia là số 35. Cẩm báo là số 34. À đâu, 33 đúng không? Chuẩn đấy. Đây em lên cho các bác này một cái giò chồn như thế này. Đó. Khá là ok nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Gỗ này không bao giờ hỏng được đâu nha. Cho giò số 35. Số 36 này các bác này. Số 36 nha. Có 6 cây sóc lào như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. Gỗ này không bao giờ hỏng được đâu nha. Cho giò số 36.
Số 37 này các bác này. Một giò chồn như thế này. Giò chồn như thế này nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Đấy, 300.000 nha. Cho giò số 37. Số 38 này, một dè vảy rồng to đẹp như thế này, đã thuần rồi nha các bác nha, thuần rồi nha. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000. Cho giò số 38. Đây, số 39 này các bác này. Một cái giò này người ta gọi là long tu đá xin hồ nha các bác nha. Long tu đá xin hồ nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. Cho giò số 39. Đây này, các bác này. Đấy, dễ nhà em đấy, em nuôi dễ nhà em đây. Nó còn ra hết chân này. Một cái cây chồn đẹp như thế này. Nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò chồn này nó bị lỗi một lá này nha thôi nha. Lỗi một lá này thôi nha. Đấy. Một mẹ hai thằng con. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. Cho giò số 40. Số 41 này, một cái giò đùi gà tròn như thế này. Đấy. Em để cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha, các bác về cắt tỉa đi cho em nha, bớt thân già đi cho em nha. Cho giò số 41. Đây, số 42 này, một cái giò chồn to như thế này. Em trồng thuần rồi nha các bác nha. Trồng thuần rồi nha, được 7 cây nhá. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Cho giò số 42. Số 43 này, cái này là sơn thủy tiên họng đen nha các bác nha, sơn thủy tiên họng đen nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 750.000 nha. 750.000 nha. Cho giò số 43. Số 44 này, cái giò này thì nó bé hơn một chút nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 550.000 thôi. 550.000 đấy nha các bác nha. Đấy, nó bị xém lá một chút này. Nên là em bán rẻ hơn một chút nha. 550.000 nha. Cho giò số 44. Số 45 này các bác này. Đây, sơn thủy tiên nhà em này các bác này. 1, 2, 3, 4 6 lá luôn các bác nhá. Sơn thủy tiên nhà em toàn 6, 7 lá này. Này. Một giò như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 45. Đây, số 46 này. Em mới trồng có được 2 tháng rồi đây các bác này. Này, rễ nó chạy như thế này mà. Đấy, 3 cây nhá. Chồn này.
Dễ to chưa? Dễ to chưa? Đây là nó ăn vào cái đĩa dớn này rồi nha các bác nha. Ba cây như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 46. Số 47 nhá. Lá ngắn chưa các bác? Lá ngắn chưa? Đây nha. Đấy. Chất lá thì các bác không phải nghĩ nhá, nó là nguyên bản từ rừng. Nguyên bản từ rừng nhá. Lá này chắc lá to chỉ được tầm 4 cm thôi các bác ạ. Đấy, lá nó ngắn nhá. Số 47 em bán cho các bác với giá là 800.000 nhá. Vâng, 800.000 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.